Con làm gì vậy Ri? Xin chào mọi người, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bằng Võ. Hôm nay thì Bằng đang đi hái dâu ở Avai. Và cái trang trại dâu này nó có tên là Tanaka Farm, cách với trung tâm của quận Cam của mình cỡ khoảng 20 phút lái xe về hướng của 405 sau. Và đối với Bằng thì trước đây làm tour guide, việc mà đi hái dâu nó đã đi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Bằng dẫn gia đình đi. Và cũng chia sẻ lại cho mọi người biết, nếu mà mình có muốn đi hái dâu vào dịp cuối tuần hay là dẫn gia đình của mình đi hái dâu để cho các bé biết cảm giác hái dâu là gì, đúng không ạ, thì mình có thể đặt vé trước và mình có thể đến Tanaka Farm để mình có thể hái dâu vào dịp cuối tuần. Thì ở đây họ mở cửa từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ trưa, và vé để cho mỗi một người vô cổng là $8, mà mình cần phải đặt chỗ trước khi mình đến đây. Và theo như quy định hiện tại đang trong mùa dịch bệnh thì mình cần phải đeo khẩu trang và bao tay thì họ mới cho mình vô hái dâu. Nếu như mình không có đem bao tay theo thì họ có sẵn bao tay cho mình luôn. Và khẩu trang thì họ không có sẵn, nên là mình phải mang theo khẩu trang. Và khi mà mình vào cổng mình phải check in ở chỗ đó, ngay cái quầy xa xa đó. Và mỗi người như vậy là họ sẽ cho mình một cái hộp để mình đựng dâu. Cái hộp đó mình có thể đựng được khoảng 1 phao dâu. Có rất là nhiều người vào ngày hôm nay họ đã đến đây, và mình đã phải đặt chỗ cách đây 2 ngày thì mới có chỗ để hôm nay để mình đi. Bởi vì họ nhận cái số lượng cũng không có nhiều, cứ mỗi 15 phút họ cho khoảng 10 người vào. Nhưng mà thực sự thì mình có thể hái trong đây lâu hơn, nhưng mà mọi người họ cũng không có muốn hái lâu, họ chỉ hái khoảng cỡ nửa tiếng đến 1 tiếng thôi, thì họ sẽ đi qua bên cái nông trại bên kia. Ở bên kia thì họ có bán đồ để cho mình try thu, có nghĩa là mua rồi mang đi. Ở đây nó cũng giống như một cái chợ vậy đó. Và có rất là nhiều người họ sống ở gần khu vực Avai này và ở gần cái Tanaka Farm này. Họ vào đó họ mua, các bạn nhìn thấy mà, xe ra vào liên tục luôn. Họ đi vô họ mua những cái đồ nông sản tươi sống, họ mua về. Và bây giờ thì Bằng sẽ quay cho các bạn coi cái vườn dâu ở đây. Và nếu như mình có muốn đưa gia đình vào dịp cuối tuần để đến đây chơi thì mình có thể lựa chọn nha các bạn. Ở Avai thì có rất là nhiều vườn dâu, nhưng mà bởi vì Bằng thấy cái Tanaka Farm này á, thứ nhất là họ rất là rộng, cái vườn dâu họ rất là rộng. Thứ hai là họ có hai loại, một loại là trồng dưới đất như mình đang thấy nè, còn một loại phía bên kia là trồng trên giàn. Nhưng mà bữa nay thì họ nói rằng cái dâu mà trồng trên giàn không được hái, bởi vì họ mới cho hái vào tuần trước rồi, tuần này nó chưa ra trái kịp, nên là họ cho mình hái ở dưới đất thôi. Thì nếu mà mình may mắn mình đi, mình được hái trên giàn thì nó sẽ sạch hơn nhiều ở dưới đất. Nhưng mà dâu ở dưới đất thì nó to hơn là dâu ở trên vàng, tại vì dâu ở trên vàng thì các bạn cũng biết là dinh dưỡng nó cũng không nhiều bằng ở dưới đất đâu. Mấy cái luống này nó hơi sâu á, và nó cũng có cỏ dại nữa, thì mấy bé nhỏ đi chỗ này thì nó không có tốt cho lắm, nhưng mà cũng cho bé có cảm giác được sống với thiên nhiên, nên tụi mình cũng không có ngần ngại gì cho bé Ray đi. Đây là cái hình ảnh bé Ray cùng với mẹ đang hái dâu. Hello, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Ray ơi, cua ơi cua, Ray cua, Ray cua. Ồ, có cây cỏ cao ghê không? Nha, cỏ mọc tự nhiên các bạn. Cây dâu ở đây rất là tốt các bạn. Trước đây thì Bằng hay đi hái dâu ở Đà Lạt, bởi vì lúc đó Bằng còn làm tour guide ở Việt Nam.
thì hay đến Đà Lạt hái dâu, nhưng mà dâu ở Đà Lạt nó nhỏ hơn dâu ở đây rất là nhiều, nhưng mà dâu Đà Lạt nó chua, nó không có ngọt như dâu ở đây. Còn dâu ở đây thì nó đặc biệt là rất là ngọt và nó to nữa, mà ăn nó giòn. Hồi nãy thì tụi mình có thử ở ngoài cái cửa hàng Pickup, bởi vì dâu ở trong đây thì họ không có cho mình hái và mình ăn tại chỗ, bởi vì họ nói là cái quy định của cái về Bộ Nông nghiệp á, họ nói là những cái trái cây này á, họ không có cho mình vừa hái lên ăn liền mà cần phải rửa cho sạch, nên là họ không cho mình ăn đây. Thì khi mà các bạn vào đây các bạn hái dâu rồi đó, các bạn cũng sẽ được giảm tiền để mua đồ Pickup ở bên cái cửa hàng bán trái cây sống ăn ở bên kia. Quá, ăn rồi, ba ơi. Ồ. Anh thèm quá, ăn mang khẩu trang ăn luôn rồi. Không được, không được, Ray không được ăn nha. Không có được ăn nha, lát nữa mình ra mình ăn nha ơi. Bé Ray nhìn trái dâu thèm quá, bé dâu đã cạp một cái nhưng mà có khẩu trang nên là bé Ray cũng không có cạp được. Cạp luôn khẩu trang rồi. Rồi, đỏ chát cái khẩu trang. Ok. Ở bên đây là trồng bắp các bạn. Trái bắp đó các bạn. Đây. Ồ, có cái rau nữa. Rau bắp. Ở đây họ không có cho hái bắp, chỉ có hái dâu thôi nha, nên là mình không có hái bắp được. Còn muốn mua bắp thì mình phải ra ngoài kia mới mua được. Sao vậy con? Ray sao vậy? Ừ, nắng quá hả con? Ray ơi. Vui vui vui. Vui vui vui. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra xe và đi về, bởi vì đã hái xong hết dâu rồi các bạn. Đây, hai hộp dâu. Dâu này chắc về là vừa ăn rồi vừa xay sinh tố uống luôn á. Nếu mà mình muốn mua thêm nữa thì mình ra mình mua thêm cái hộp, thì mình trả tiền cái hộp thôi, không có cần trả tiền vé nữa. Hoặc là mình không muốn hái nữa thì mình có thể qua bên cái cửa hàng bán đồ Try To á, mình có thể mua ở bên đó luôn. Có một cái hình nộm đây, quá trời dễ thương. Ở đây cái nữa, hai cái hình nộm. Ở cái phần đất chỗ này á, là vào lễ Halloween đó các bạn, người ta sẽ trồng bí đỏ. Mình có thể đến đây để mình hái bí đỏ về để mình trưng ở nhà, hoặc là mình lên đây mình cho mấy đứa nhỏ lên để nó vô cái vườn bí đỏ lễ Halloween. Halloween năm nào thì ở cái nông trại Tanaka Farm này cũng đều làm cái lễ hội Halloween hết. Và họ có trồng nguyên một cái ruộng bí đỏ là cái ruộng này nè. Đây. Nhưng mà hiện tại họ đang chuẩn bị lên luống rồi, chắc họ cũng chuẩn bị trồng rồi. Hy vọng là tới Halloween thì mình có thời gian để lên đây để quay cái vườn bí đỏ chỗ này. A few moments later. Đây là nhân viên Channing đi hái dâu. Hello, nhân viên Channing hái dâu. Cho coi cái bảng của Channing coi. Đây. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hai các bạn, bây giờ thì Bằng đã ra tới xe rồi. Và bây giờ thì chuẩn bị sẽ đi về. Mệt quá. Quá nóng. Hiện tại đang là mùa hè. Cali nhiệt độ cũng khá là cao. Hiện tại ở đây là nhiệt độ là 87 độ F. Cũng rất là cao các bạn. Và thêm phần nữa là ở ngoài này nó ít cây á, hầu như là dạng cây thấp thôi, nên là nó không có bóng mát, nên là đi nó hơi mệt. Mệt hơn nhiều so với hôm trước đi ở Laguna. Ở Laguna còn có gió, rồi có cây cối nó mát hơn. Còn ở đây thì nó hơi nóng. Nhưng mà bởi vì cái mùa này thì mình mới đi hái dâu được, chứ còn những cái mùa khác thì không có đi được, nên là phải chịu thôi. Họ cho mình được ở đây cho đến 12 giờ trưa, từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ trưa. Nhưng mà thật sự thì một tiếng là chịu hết nổi, quá nóng. 10 giờ bằng vào, bây giờ là 11 giờ rồi, chịu hết nổi, nóng quá. Và cũng hái cũng nhanh thôi, hai hộp dâu thì hái cũng lẹ lắm, tại vì cái hộp này được có món 1 phao thôi à. Thì mình hái cũng không có được lâu cho lắm. Đây. Đó. Bao nhiêu đây thì ăn cũng đã mệt lắm rồi. Ok, và bây giờ thì mời các bạn cùng với Bằng chúng ta sẽ đi về.